Này là của ngoài chị Nga trồng đó hả? Bắp quá trời đều luôn. Sao đây mình trồng nó không có đều vậy nó hả? Mình trồng vô xíu. Ủa sao kỳ lắm hả? Sao trồng cái bắp vừa đi. Thấy đất ở ngoài đó khô cằn mà trồng bắp sung quá không ha? Chăm bón phân đồ nước rồi đàng hoàng. Còn mình trồng mà giao trời luôn. Mà bà ổng mỏng ra luôn hả? Đó vậy nè. Đi dưa. Ổng mỏng lắm, không gì lắm. Này trà lạnh hay trà đá mà? Trà nóng. Nóng thật. Trước mẹ hay nấu với canh kiểm không? Cái gì ta? Cái bột khoai. Cái này mình nấu bắp nè. Dạ. Với đậu xanh với bột bán. À bột bán. Cá. Ngon quá. Bà mỏng ăn ngon, bột to quá ăn cũng hơi cứng. À, nữa hộp nó hộp gì mà xem. Dạ, bắp này luộc qua ngon lắm không? Ngon lắm hết. Dạ, đem về ngon. Thằng Phong còn mang theo mấy cục đất nữa đang cho nó ngọt. Nó qua đò qua giang là phải mang theo cục đất ở đó xứ đó đó, đang cho nó không bị lạc. Dạ. Hai cục tơ đùng. Cái đó cục mèo giặt đó hả? Dạ. Bỏ theo đất để nó mẫu. Ngày xưa là nói qua sông á là nó bị lạc. Dạ. Mà giờ mình đi xe mình cũng qua cầu qua sông nữa không? Dạ. Cái đó thì đi bằng ghe thôi mà. Tôi nghĩ chắc là do cái nguồn nước ha. Rồi nấu năm trái nhiều rồi ha. Nhiều hơn. Cái cùi này lát quả vô nấu luôn. Cho ngọt hả? Cho nó thơm. Cái bắp này mà mình ăn lẩu á, mình chặt ra khúc khúc nó cũng nấu ngọt lắm. Ở mít này mình cũng nấu chung luôn hả? Không, thấy mình ăn nó vô bụng mới chứ. Thấy gì làm tưởng đâu bữa nay có nấu bắp với mít này chứ. Xay mà nấu mình kiếm mẹ thả mít. Dạ. Nãy giờ con nói để mẹ nấu chè rồi con với Xuyến đi kiếm mấy cái nhánh trà về đang làm cái mai giả. Trang trí ở ngoài cái chòi lá cho nó đẹp. Mai giả được cái là muốn nở lúc nào cũng được, nở quanh năm cũng được nữa. Dạ. Mỗi năm là ở nhà con có 4 cây nó trổ vàng xanh luôn. Bây giờ không còn cây nào, còn có một cây nhỏ nhỏ. Giờ mua mới thì tốn tiền thôi, giờ thôi mua mai giả cho rẻ. Chứ lại ở nhà cực quá rồi, chăm sóc mấy cái cây kiểng không nổi. Mình ở đây nước không tốt á. Dạ. Ở trong nhà em thì anh Quốc kêu tưới bằng nước mưa không đó. Dạ, phải tưới nước mưa. Nước ở đây chứ nước phèn quá nó lụng. Nó bị vàng lá ta. Dạ. Đó ba tưới nước ao á. Chứ giờ đâu có cái chỗ nào có ao mà tưới. Cây không có lóng, không có lọc. Giờ Sơn Hà dậy để mới rủ Xuyến với Sơn Hùng đi chặt cây. Chặt kiếm mấy nhánh thật đẹp hả? Dạ. Qua mấy cái gò chắc có nhiều. Ở trong vụt này nó Úc có suốt lá hết, nó chuẩn bị ra bớt nhỏ. Ở trong Úc chắc nhiều cây hả? Nhiều lắm, cả chục gốc đó nè. Dạ, con với mẹ đi về ngoại thấy có nhiều nhà trổ vàng xanh dạ, luôn. Trổ rồi hả sao? Trổ dạ. Đầy. Người ta cho trổ sớm nè, Tết sớm. Cả chục cây hả xin? Dạ, nhiều lắm. Cái nhà đó, cái chị mà bán cháo. Còn bên nhà ngoại thì chưa thấy ai có bông trổ hết á, chưa ra nụ luôn. Chị vô nấu nha. Chắc tùy theo thời tiết với tùy theo gia đình đó. À, giờ chút xíu nữa chờ khi mà chè chín á, thì mình sẽ làm mai. À, có gì Út nè. Để gì bỏ công uổng hả Út? Làm bông mai hả? Dạ, làm cây mai. Làm cây mai. Vậy Út nói mỗi lần rủ ăn là biết có chuyện mà. Cao quá trời đẹp không là sao không? Rồi bây giờ cả nhà mình đi đón trà ha. Rồi có Sơn Hùng đi theo mà Sơn Hùng chạy mất tiêu rồi. Kiếm một cái nhánh không phải nhiều trà cho nó đẹp. Sơn Hùng ơi, coi chừng chuột á. Chuột á Sơn Hùng ơi. À, Sơn Hùng dám trốn. Sơn Hùng dám trốn ba. Rồi để con ba kia được không? Đi để ba đi theo ba nè. Và coi chừng nghe. Không biết chỗ này nó khô không. Đi theo ba.
quên cách đi của ba rồi. Nè, xuống ruộng đi được rồi nè. Đây đất khô nè. Nay thả diều được đó Sơn Hùng. Hồi này nhánh trà nhiều quá nè Sơn Hùng ơi. Tha hồ làm cây mai luôn. Đâu con coi nhánh nào mà nhiều nhất mình sẽ làm. Tại đằng kia kìa. Bự bự á. Cây này nhỏ quá không được. Hình như bên kia có nhánh trà nhiều kìa. Rồi lấy cái này đi. Cái này đây nè Sơn Hùng, nhiều lắm nè con. Con thấy cái chỗ này nhiều hơn nè. Con thấy cái cây này nhiều. Mình phải kiếm nhánh nào nó nhiều á mới đẹp. Ba nhánh nè. Này có ba nhánh rồi. Bị cháy rồi. Bị đốt cháy rồi. À, cái nhánh này đẹp nè. À, cả nhà thấy bên đây mình sẽ lấy cây mai bằng không biết bằng cái thân cây gì luôn. Người ta đốt giữa chừng nè. Rồi con bưng hai nhánh đi. Rồi. Được không? Rồi tiến lên. Đây cả nhà thấy ở dưới quê á mình trà có sẵn ha, muốn làm nhiêu cây cũng được. Chú thiếu thì qua chặt tiếp. Cái dừng xe nghe, ra tới lộ chờ ba nghe. Ra tới lộ là chờ ba. Ở đây nhà cô Sáu có hai cái giỏng lý tưởng không? Như đây là đủ làm bông mệt rồi đó. Mình sẽ làm một cái chậu nhỏ nhỏ. Vậy con. Đây để ba đi trước nè. Thôi chừng nó chọt vô chân con nó. Dạ chào ba xíu. Ừ. Như đèn đèn con đi. Rồi con đi trong đi. Rồi bây giờ qua lỗ nè. Nhanh qua lỗ. Qua lỗ nhanh 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 nhanh. Khẩn trương. Rồi. Đó được rồi đó. Hả? Sao? Kéo xe rùa đi chạy. Kéo xe rùa hả? Kéo hồ vậy. Ừ. Quá chuyện ha, nhanh quá Út ha. Có 15 phút mà con. À, sau khi mình lấy được mấy cái nhánh củi khô về rồi thì có nồi chè luôn rồi. À, bây giờ ăn cho no đi, rồi tí xíu nữa mình sẽ lấy sức mình cắm bông ha. Ăn chè ngọt, cắm bông cho nó ngọt. Sao không ăn chè không con? Chè, ăn nhiều ít, lại đây. Đây, xin mời Út cho. Nè, bút bút nè, nóng nha. Nóng quá nghe. Từ con ngồi ăn thử đi ngon. Con dữ lắm luôn á. Nước cốt nè. Nó bao nhiêu nước cốt. Đây. Nhiều quá không được đâu. Nhiều quá không được đâu nghe. Ba sẽ không ăn nước cốt á. À, con khỏi ăn nước cốt đi. Béo lắm mày. Rồi ha. Đây. Khỏi nha con. Khỏi nha. Nóng này. Thôi cảm ơn. Thứ hai vậy rồi cả. Vậy mẹ cả. Ừ. Bữa nào cho anh mình chín miếng. Xưa nhà bò có mua vỏ anh biết. Chè ngon không nè, anh Dũng. Mình thì mình cho ăn, không dám chê à? Của nhiều người nhưng mà không phải. Mình thấy như vậy thì nó là vừa rất là ngon. Tức là nấu cũng cái nào cũng vừa vừa hơi hơi chứ còn nhiều quá anh đâu. Bắp này có câu phong ngày hôm nay gửi ra đó. À, nó ra bắp thấy ngon rồi. Dạ. Bởi vì Dũng ăn với nghe. Bởi vì đâu có dám kêu anh Dũng kêu cho bằng được. Bạn của Phong mà hồi trước Phong vô về Long An á, suốt ngày uống nước trà với anh Dũng. Giờ về là cứ bà vô là kêu gửi cho anh Dũng nữa nè. Người ta kêu phim mình giống như miền Tây, giống như là ở vùng miền Tây là ní ná rồi hả? Ní ăn là ní. Ní. Ní ơi. Ní là nhỏ. Tôi nghe nói là bạn. Bạn thân nhưng mà ní ná là cũng như cái người lớn người nhỏ vậy đó. Giống như ta kêu huynh đệ vậy phải không? Còn đây kêu anh em. Cái chốt mình với ăn sao lò anh ní ní. Sơn Hà. Cười ngon không? Ngon không thấy. Ní của anh Niên đó. Ní ná. Huynh đệ của anh Niên. Dũng. Suốt ngày đeo tao bay ăn nữa. Nó không ní cả bây hỏi.
được ngon ngon. Rồi cả nhà mình ăn chè nghe. Không có tao bán thì tao bỏ. Nó bột tôi nó lên quá không ngon. Không có gì hả? Vừa ăn. Này không có bỏ không được. Ngon quá. Cốt có chừng. Bắp cỡ này vừa ăn quá chừng mà. Dẻo nhiều. Dẻo ngon. Mềm quá không ngon. Không cần khéo quá. Bắp tỉa không gửi, bắp tỉa không gửi cho mà. Thôi mấy em nói thì sao, nó cũng dừng không? Cái giống này đem cái giả ra á. Người ta trồng nếu mà cây cao bắp nó đạt màu vàng á. Mà bắp đám màu vàng thì nó sẽ là mỗi một cây một trái chắc cú chắc lẹm chứ không bao giờ mà. Tại vì là cái con á là không bẻ đúng không ăn rước hết rồi. Thì bằng cái chàng. Cái chàng có hộp. Cái trái con ở dưới đó. Mấy trái non đó đem về hầm á, hoặc là làm chua. Lột ra rồi nấu canh, để dành nấu canh, rồi xào. Mà làm chua ăn không nổi, nó ngọt quá. Làm chua nó ngọt hả? Nó ngọt rất là ăn không nổi. Dạ. Hành thịt vịt rồi đó, ngon lắm. Người ta nấu bột chay á, chay có đầu nhưng mà ngọt quá làm chua nó không ngon, đó ăn không nổi. Trái bắp nó ngọt, nhưng mà nấu nước ha, cái rau bắp á mình nấu nước hết sảy luôn, uống mát. Được rồi Út, em Dũng em. Thứ Hà hả? Hà ăn với phụ mẹ hả? Lâu ăn bữa không mập đâu sợ. Ngon quá trời luôn. Có bữa chỗ có thịt đồ nè. Hỏi ba Yên biết ăn xong rồi có việc gì làm không? Giao sinh à? Dặn thêm chén nữa. Làm thêm chén nữa hả? Để lỗ hả? Để có sức à, tại vì chút xíu nữa là cả nhà mình sẽ làm bông mai Tết mai giả ha. Đó. Anh Dĩ Út với anh Yên mà nghe nói mời ăn chè ăn cháo là biết có chuyện rồi đó. Biết việc làm. Giải quyết công tồn động rồi. Bữa nay giữ nó là phải cảm giác nó leo dữ lắm là nó biết leo rồi. Leo dữ lắm. Leo mạnh dữ lắm. Leo dữ chứ không phải leo mạnh lắm. Không phải leo dữ. Nó gần lắm. Rờ vô cái bụng nó anh Dũng, cái cơ đó cứng ngắc luôn á, cuộn cuộn luôn á, gần lắm. Cái ghế cao vậy mà nó leo lên hay nói với anh hài của nó cứng cũng như nhái rừng á. Dạ, giống nhái rừng á. Nhái rừng á. Dũng đâu biết nhái rừng cứng cỡ nào. Nhái bên mình hả, mình nhai cái xương nó mềm. Còn nhái với rừng ta nhai hả, cứng ngắc. Dạ. Nhai miệng lõm cỏm nữa. Được thêm nhánh mai nữa ha em. Ừ, nhánh này nó nhiều nhánh nhỏ ha. Nãy bên kia anh kiếm không có ra. Rồi chút mình tỉa bớt cái mấy nhánh mà con á, không cột được. Rồi đây thải cái vỏ đây, anh bỏ vỏ dừa vô. Rồi ha. À, bây giờ mình lụm vỏ dừa vô, bởi vì cả nhà thấy vỏ dừa lợi hại chưa. À, nếu mà mình ăn vỏ dừa xong cái mình đem thải đây để mình phơi cái làm củi cũng được nữa nè, hoặc là mấy cái lần mà vô chậu bông á đó, mình độn á dừa nước với dừa sim ít rồi. Xài xong qua Tết mình lấy ra mình làm củi chậm tiếp, tại vì nếu mà dưa một cái chậu lớn á mà mình vô đất thì nó rất là nặng, nên là mình độn ở dưới vậy nè. Xuyến thì đang kiếm mấy nhánh trà hả? Ừ được em, ở nhà nhiều lắm mày. Đó, mình cho vô một chỗ này, mình nhét chân đó. Được rồi, anh xong rồi. Rồi, Sơn Hà qua phụ mẹ đây, đem bông cho mẹ nè. Giỏi quá. Sơn Hà giỏi quá ta, quan hô. Giỡ tay quan hô. Nội cho nó kìa, Sơn Hà. Nội cho bông nữa kìa. Sơn Hà cũng ra tham gia nữa. Giờ cột đỡ nó lại rằng mình cố định cái chân. Đi ra con rồi trúng mắt bây giờ nè. Đi ra, lùi lại. Cột sơ lại rồi bỏ vỏ dừa vô. Ủa như đó thôi hả? Không, ý là cho thêm nhánh nữa không? Có gì đi con mẹ. Quá nó được lắm. Cắt phần xấu đi ha. Cắt ít thôi anh. Ừ, cắt rồi chứ bỏ uổng. Ờ, bỏ nhiều quá nó. Thì nó không có gì đặc gì đâu. Ok. Ơi. Sách bịch mai mày đi đâu vậy? Mấy cái cây mai nó không có quéo vô vậy. Dạ. Mai giả mai rồi cả nhà ha.
công công. Cái này mình để vô trước thì cũng đẹp nè anh, khỏi để vô cái chòi. Chặt quá ha. Dạ. Cái đầu mình định làm nhỏ nhỏ đó, nhưng mà giờ cho cái khung này bự quá rồi. Dạ. Để trước vậy luôn nè anh, để mình chụp hình cho đẹp. Ban đầu định là mai ghép giống với cái nhánh trà lại ha. Giờ mẹ cho là mai một giống vú sữa. Mẹ đổi nhánh khác. Dạ, do nó một màu. Làm bụi quá trời rồi đó. Vậy nha, cho nó nhìn là đánh chiên chôm sâu. Mai có nhánh vú sữa cái nè ha. Đủ này lùm nữa nè. Đủ nãy bỏ vô đủ mà. Rồi bây giờ mình tỉa bớt mấy nhánh nhỏ cho nó đỡ. Trời ơi Sơn Hà. Trời ơi nằm đây sướng quá rồi. Con làm gì đó? Ừ, mát hả? Mát hả? Thế giờ học rồi Sơn Hồng ơi. Đi ra hả? Đi ra kìa con. Bỏ đèn lên đi con. Đi ăn chè chưa Ti? Dạ mẹ con có cho ăn nữa không? Ờ mẹ xách chè về hả? Ăn xong rồi hả? Nhanh dữ à. Sơn Hồng bỏ đèn lên đi con. Bỏ đèn bà học nữa. Sơn Hà có học không? Vô mở đèn lên luôn. Mẹ thì quét ở trên đây thì nhấp. Nhấp hoài mẹ dọn hoài. Rồi được rồi em à, cỡ đó được rồi à, giờ bắt đầu mình sẽ gắn bông cả ngày luôn á. Dọn đám cưới lắm giỏi cái mẹ sáu cái bếp á. Dạ. Là cái bếp cũng bóng. Bà anh đi mày bốt hả mời á. Đám tiệc á mượn hai bà này mới được. Vừa nấu vừa dọn từng bóng. Để mình mang chuyện nổi. Rồi cứ nhấp đại trong góc vậy sẽ xiến khỏi vẽ. Nhấp ngang cái rồi. Nhấp ngang khỏi vẽ nhánh. Trời ơi, còn có ông dây cao cột gì nữa nè. Đó. Rồi, xong rồi. Giờ gắn bông đi. Trời ơi, gan trơn lắm đó. Bây giờ mình có hai loại bông. Một loại bông chùm vậy nè. À, với một loại bông lẻ. Thì bây giờ mình gắn bông chùm này cho nhanh. À, mình đang lười mà. Thấy không? À, mình sỏi con kẽm vô trước nè. Đó, thì là mình sẽ cột đi cho dựng đứng từng cái chùm bông nó quay lên. Anh mua cái chùm này nó nhanh nè. Rồi năm rồi á em sỏ một bông nó lâu quá. Đúng rồi, sỏ từng bông cực lắm. Mình em làm cái lâu quá trời luôn. Đó, một lần về em làm được 4 bông. 4 5 bông rồi. Rồi bây giờ mình gắn ra nhà ha. Để ngày bỏ vô chậu. Dạ. Để bông để ngày. Tím nó sẽ đều ra ha. Dạ mình. Giờ trước mắt trột trong thanh cây ra trước. Dạ. Mình rải cho đều ra rồi từ từ mình dặm cái bông nhỏ vô. Mấy kiểu bông? Hai kiểu. Cái kiểu bông kia đẹp thật sự. Dạ, cột này trước là cho nhanh. Theo nó trổ của với chị hay chị hai cỡ đó mà cỡ 7-8. Mai học lên cái 2-7 mà 7-8 trổ thì là dữ. Chứ người ta cỡ đó 1-1 quá xưa. Mai mới có 10 mấy à 18 trổ sớm 10 ngày đi. Bà nay đó trổ tèm lem hết áo rồi nó cũng rã cắn hết nè. Thì trổ cũng bung
hết rồi. Dạ. Cái con của thầy Sơn này hả? Đổ đồ dưới, còn bất lực. Không có cái lá cái bất lực rồi. Không có cái lá luôn. Nguyên cây chứ có người ta bắt không mất tiền hết. Mấy triệu á, ta làm sẵn mà. Cát á, ở trong nhà của bà Chính mà gần nhà của bà Mười ở Long Hưng á. Bà Chính là má của cậu Giật Long nè. Mới về không hay sao? Chỗ nào giờ đi kéo nè? Ở chỗ nào? Để chút đi con của mẹ đi kéo. Mở cửa mình bắt hai phải không? Ờ rồi. Cái gì cũng kêu để đến chứ con làm cho cái gì cũng dành hết. Ui ông người vậy. Ăn chè không vô ăn nè. Ăn chè không vô ăn nè. Chè bắp. Bắp. Ừ. Rồi. Nãy có hồi Dũng hỏi có bưng việc cho trong chén rồi vô ăn đi. Chưa đem dẹp kìa. Còn để chưa đem dẹp kìa. Chị phí gì vậy? Ở đây làm gì? Đây là bức rồi hả? Nè lại đây ăn nè. Chị hết đi ăn chưa? Hết đi ăn chưa? Trời ơi Sơn Hà sống chưa? Phụ mẹ được nhiêu rồi? À cả nhà thấy mới gắn mấy bông là thấy có mùa xuân rồi ha. Mai vàng đã nở. Đó, mình còn một cây phía trước bên kia nữa. Cái cây kia thì chờ cho bông thiệt nó nở rồi mình chắc phải dậm thêm. Tại cái cây nó nhỏ xíu à. Đó. Rồi bây giờ Sơn Hà bye bye cô chú nè. Rồi bye bye cô chú nha. Đó, hôm nay là Sơn Hà cùng ở nhà mình chuẩn bị mai vàng Tết cả nhà ha, cho cái chòi lá Tết truyền thống. Thôi hôm nay tạm biệt cả nhà ha. Tại vì bây giờ là mình sẽ có đám cưới nhà hàng xóm, sẽ rất là nhạc rất là lớn. Mình sẽ không có quay bữa ăn gia đình được. Thôi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại bữa sau nha.